Oh no. Sao thứ này lại có thứ hạng cao? Sẽ được giảm tối đa 50% là 125.000 Việt Nam đồng cho 100 bạn dùng sâm nhất. Hôm nay Heidi đến giới thiệu cho các bạn một brand skincare hot nhất ở Hàn Quốc nhào này. Nhào này rất nhiều bạn Việt Nam biết về Olivia hay ứng dụng phân tích mỹ phẩm của Hàn Quốc nhiều hoa hay lần trước mình đề cập đến. Vì vậy mình nghĩ các bạn đều biết nhiều thương hiệu Hàn Quốc đang hot gần đây rồi. Nhưng dù vậy có quá nhiều bạn gửi án của sản phẩm vào hối mình. Chị ơi, thương hiệu này có nổi tiếng ở Hàn Quốc không? Chị ơi, vì không này là của thương hiệu Hàn Quốc không? Thì hôm nay Heidi sẽ giới thiệu cho các bạn về thương hiệu skincare tốt ở Hàn Quốc được chứng nhận bởi Heidi. Mà Heidi muốn giới thiệu cho ngày hôm nay tên là Toridin. Đầu tiên, Thiamine Serum là sản phẩm nổi tiếng đến mức đứng thứ nhất trong 2 năm liên tiếp trên Olivia. Ngày nào mình vào khoa hay và xem thứ hạng, mình cũng tự hỏi sao Toridin lại đứng đầu bảng xếp hạng, sao thương hiệu này lại có thứ hạng cao. Cá nhân mình thích sử dụng hết sản phẩm skincare một lần rồi lại thử dùng của thương hiệu khác. Nên khi mua đồ, mình thường tham khảo các beauty YouTuber Hàn Quốc. Nhưng mà nhìn vào những sản phẩm mà các YouTuber làm đẹp Hàn Quốc giới thiệu là sản phẩm nhất định phải dùng thì luôn thấy có sản phẩm của Toridin. Toridin Thiamine Serum. 너가 비건 인증까지 그거 완전 수분 강조 여기에 토리든만 해 현진이 잘 쓰고 있는 좀 룩 맹탕 워금 떠머 근데 룩 토리든 딱 전쳐 쓰는 상품 구호 좀 많이 다와 Mình đã biết được lý do. Hôm nay các bạn hãy nghe mình giải thích về sản phẩm của Toridin. Và nếu thấy phù hợp với da của mình, các bạn có thể vào sale event lớn trên Shopee của Toridin và sử dụng secret voucher code của Heidi. Trước hết, các sản phẩm của Toridin được sử dụng cho mỗi loại da. Đặc biệt nó được cấu tạo từ những sản phẩm rất nhẹ nhàng, có thể sử dụng cho da hỗn hợp và nhạy cảm mà không phải lo lắng. Dạo này những sản phẩm chỉ dùng những thành phần lành tính này đang là xu hướng của Hàn Quốc. Thêm nữa, tất cả các sản phẩm của Toridin đều có tên acid yếu và là sản phẩm thuần chay được chứng nhận bởi Viện Chứng nhận Chay Hàn Quốc. Thứ hai là về da cả. Nếu sản phẩm tốt mà có da quá cao thì cũng có chút áp lực đúng không? Nhưng so với dung lượng thì da của sản phẩm Toridin cũng khá hợp lý. Không chỉ trong nước mà cả trên Shopee, sản phẩm cũng luôn được giảm giá nên các bạn có thể mua với giá hợp lý. Đặc biệt nếu mua khi có event lớn và mà giảm giá như bây giờ, các bạn sẽ mua được với giá rất hời. Và thứ ba, dù có nói gì cũng phải quan tâm tới hiệu quả của sản phẩm đúng không? Dòng sản phẩm nổi tiếng nhất của Toridin là dòng Dive In. Và trong số đó, sản phẩm nổi tiếng nhất là Dive In Serum. Ở đây là serum dưỡng ẩm số 1 của Olivia Hàn Quốc, là sản phẩm đã dẫn giải nhất trong 2 năm liên tiếp tại lễ trao giải Olivia và đang đứng đầu trong 3 năm liên tiếp. Chỉ cứ nhìn vào kết quả này thôi là đủ biết rồi đúng không? Nó có hiệu quả và thành phần tốt nên nổi tiếng ở Hàn Quốc là loại serum đáng tin dùng. Chắc chỉ cần nhìn màu thôi các bạn cũng biết. Nó là dòng giúp cung cấp độ ẩm. Nó có chứa hyaluronic acid tổng hợp 5D nên không dính bên ngoài da, giúp ẩm cho da khô bên trong. Các bạn ơi, hồi khoảng 20-25 tuổi, biệt danh của mình là Ả Rập Saudi. Các bạn có biết tại sao không? Vì mặt mình dầu quá nên lúc nào cũng bông loáng. Mặt mình có nhiều dầu thế này này. Nhưng rồi khi già hơn, da mình bắt đầu khô đi. Các bạn nhỏ đang xem video này, các bạn thấy da mình dầu quá hả? Đó mới là Hàn Quốc nha các bạn. Khi bạn già đi, da bạn sẽ trở nên quá khô. Những vùng da dày như mũi và trán vẫn còn dầu, nhưng má, khóe miệng, cằm thì quá khô. Ngày nào cũng có tế bào chết trắng xóa. Các bạn cũng biết nếu da khô thì nếp nhăn sẽ nhanh xuất hiện đúng không? Nhưng mà nếu mình sử dụng skincare có quá nhiều dầu thì da sẽ bị kích ứng. Còn nếu sử dụng sản phẩm không có dầu thì da sẽ bị khô, nên rất khó tìm được sản phẩm phù hợp với da của mình. Nhưng mà sau khi sử dụng sản phẩm Dive In Line này trong vài tháng, mình cảm thấy cuối cùng đã cấm bạn được lượng dầu và nước trên da. Nếu các bạn nhìn vào sẽ thấy nó gần như không dính gì cả. Sản phẩm này được tạo ra bằng kỹ thuật của riêng Toridin. Chỉ khi vừa thoa lên thì nó mới có độ ấm. Và sau một thời gian nữa, nó sẽ hấp thụ vào da. Đây chính là lý do người Hàn Quốc thích serum của Toridin. Nó hấp thụ luôn vào da khiến mình có cảm giác như chưa thoa gì. Vì thế có thể thoa làm nhiều lớp và mùa nào cũng có thể sử dụng được. Gần đây ở Hàn Quốc trời mưa rất nhiều nên độ ẩm cao và ẩm thấp. Nhưng thoa Toridin serum này vẫn rất tươi mát và nhẹ nhàng. Đầu tiên sau khi rửa mặt, dùng toner Dive In để làm sạch da.
Sau khi thoa sản phẩm Dive In Serum thì phải giữ ẩm bằng loại kem nặng hơn. Mình đã thoa Dive In Soothing Cream cùng một dùng với nó. Sử dụng cả hai sản phẩm, serum và kem này có thể giúp tối đa hóa hiệu quả của việc nạp nước và giải quyết da khô bên trong một cách nhanh hơn. Tham khảo thêm là hai sản phẩm này là best seller của Tortidin. Mình cũng từng nghĩ là bình thường chỉ nên thoa serum vào buổi tối thôi. Nhưng mà loại serum này khác với các loại serum dưỡng ẩm khác. Thoa xong không có cảm giác khó chịu. Vì vậy mỗi lần thấy da khô có thể thoa luôn cũng được. Vì vậy nên mình đã dùng nó hàng ngày vào buổi sáng và buổi tối. Mình recommend Dive In Soothing Cream và Dive In Serum này cho những bạn da dầu, da khô, da hỗn hợp như Heidi. Vậy những bạn thực sự muốn lấp đầy làn da của mình bạn đủ ẩm mà không có dầu, mình khuyên các bạn nên dùng hai sản phẩm này. Có thể có mấy bạn nghĩ vì sản phẩm này là loại quá nhẹ nhàng thì da sẽ quá khô thì phải. Đâu, tuy nhẹ và tươi mát nhưng sản phẩm này không làm khô da nhanh chóng. Nó chỉ giúp đỡ da khô bên trong, nên phù hợp với những bạn da khô và không thích dùng những sản phẩm bích dính. Loại thứ hai mình muốn giới thiệu là loại tập trung và mụn. Of course, đây là dòng Balanceful mới ra mắt của Tortidin. Ở đây là dòng giúp da bạn dịu lại. Dòng Diving của Tortidin này đã rất nổi tiếng ở Olivia trong nước và họ lấy ra mắt thêm dòng sản phẩm mới giúp làm dịu da, nên dòng Balanceful càng nhận được sự chú ý nhiều hơn. Các sản phẩm của Balanceful chứa hỗn hợp 5D, 5 thành phần Sika. Đây là dòng sản phẩm giúp làm dịu làn da một cách nhẹ nhàng mà không gây kích ứng da. Khi bạn bị mụn, bạn có thể do dự khi thoa serum hoặc kem dưỡng vì bạn sợ là mụn sẽ trở nên nghiêm trọng hơn. Hay thì cũng vậy, nhưng mà Balanceful Serum và Balanceful Cream đã hoàn thành việc kiểm tra sự phù hợp với mụn và có thể sử dụng an toàn cho da mụn. Trước kỳ kinh nguyệt mình bị nổi mụn ở cằm và má như thế này và da sẽ trở nên thô ráp hơn, đặc biệt là dạo này chỗ này lúc nào cũng bị sưng như thế này. Bình thường mình da khô bên trong rất nhiều nên mình đã thoa Dive In Serum và Dive In Soothing Cream. Nhưng khi bị mụn tiền kinh nguyệt, mình sử dụng Balanceful Serum và Balanceful Cream để giúp da dịu lại. Chỉ cần dùng 3 ngày thôi cũng thấy da dịu đi rõ rệt. Những phần sung mũ bên trong thẻ này cũng dịu lành nên mình thấy thật thần kỳ. Sau khi rửa mặt làm dịu da bằng Balanceful Toner Pad, sau đó lần lượt thoa serum và kem dưỡng. Không biết có phải vì là serum được làm từ Tortidin không mà các sản phẩm dòng Balanceful đều rất nhẹ và không hề bị dính như dòng Dive In. Nghe nói kem chứa các hạt làm dịu da được cấp bằng sáng chế và trông nhỏ hơn lỗ chân lông. Thành phần calming này sẽ thấm sâu vào da và giúp da dịu lại. Mình không thích gelo hội lắm vì những kem trong suốt thế này hoa xong sẽ hơi bị bết dính. Nhưng tất cả những kem của Tortidin đều ẩm, dễ thấm vào da và sau đó không còn cảm giác dư thừa nữa nên mình thấy rất hài lòng. Mình recommend dùng sản phẩm Balanceful cho mọi loại da, đặc biệt là da mụn nhé. Hôm nay Heidi đã giới thiệu thương hiệu skincare hot nhất ở Hàn Quốc nhà này tên là Tortidin và mình cũng đã giới thiệu những sản phẩm mới và hot nhất của Tortidin rồi. Tortidin sẽ có event giảm giá tới 50% tại Shopee Việt Nam cùng nhiều quà tặng đa dạng nữa. Quá tuyệt vời đúng không? Và còn có nhiều chương trình giảm giá đa dạng như nếu sử dụng Secret Voucher Code ở phần xem thêm sẽ được giảm tối đa 50% là 125.000 Việt Nam đồng cho 100 bạn dùng sớm nhất. Thế thì mong các bạn sẽ tận dụng cơ hội này để sử dụng dòng sản phẩm Dive In và Balanceful Sika nổi tiếng của Tortidin. Ok, video này kết thúc tại đây. Lần sau Heidi sẽ quay trở lại với một sản phẩm tốt và event tốt nữa nhé. Vậy hẹn gặp lại các bạn trong video lần sau nhé. Anh nhau.